ចាឥឡូវនេះគឺរបស់យើងសម្រាប់យកខមហាន់ថ្ងៃនេះណាចាត្រីបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយហើយមាននៅលក្ខ័យខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាំហើយអាចញ៉ាំបានហើយបន្តិចទៀតគឺគូបហើយលោកតែម្ដងចាំមិនណាពួកបងប្អូនអ្នកមួយជីជាមួយអីនឹងមកហូចខ្លាំងនឹងងើមហ្មងនេះ ຫນັງມັມຍົກປົກມາຈຸມລຽບສູ່ປົກມາບ້ອງບ້ອນຕ້ອງອອກຄະນີຖ້າງນີ້ຍັງຂ້ອຍສົມບັງຫາຍອັມປີຫມົກບະຫົບຈະໃຫ້ຖ້າຄໍມັມຄໍມັມບະຫົບຊິປະຈໍາຄູສາແຕ່ມະດອງຄູແນ່ມະດາຍມີຂ້ອຍຈົດຈິດນະຄໍມັມໃຫ້ກໍຊິຈຸມລຽງຂອງກວດໄດ້ໃນການຖືຄໍມັມອັນຈັ່ງໂອເຄປົກມາບ້ອງບ້ອນຕ້ອງອອກຄະນີສົມເຈີນໄປຕົວສະນາອັມປີລະບຽບຖືຄໍມັມຕ້ອງອອກຄະນີຈຸມຫນຶ
nhìn mình được cuốn đi nhìn ngờ cái hành thật quá mình tái bờ sinh thì thông mà ná đi nhung ở tay mình nhìn thật đau chê dương ngó bánh tay ngày mít ấp lúc bạch nâng một ảnh nâng chân anh lăng à là lâu nhìn ít bờ nâng sinh chà dương nhìn nơi trấy hay có nhìn nơi cái hành thật cái tờ trọp chà trọp nó cứ xung khăn trên kia mình phát đầy chứ ok tao tầm mưa đi sử tì để nâng nhung nâng bằng hang cũng mạc bông ôn và tọp một đi chà. Okay, guys, today I'm gonna make like for mom recipe. It's really cultural traditional food for my family, also for my country. Because everybody really like it. We call it khó mầm. Yeah, khó mầm. So it's very healthy that we have to eat with the fresh vegetable. So I'm gonna show you how to cook this recipe step by step, okay? Chà bụng mặt bụng ôn nơi nhìn khi nhóm chăm tầm mươi nhìn khi nhóm bụng há nhóm bì ca thua nơi kho mắm đi cứ cái hơi thầm mà chừng thiên mà đông thiên mà đông tay được mươi nó nhằm mạch tay thế đọc để sạch nói hơi miên nơi gật khởi xâm xo chẳng chăm sạch chụp chẳng chăm chăm miên mặt tết hơi đơn phần lẽ còn trực tiếp nhìn khi nhóm đông bụng há người ta kho mắm bụng chán thì xa phần trăm khó xa tay mà đông á hai bụng ôn Okay guys, when my pan is extremely really hot, so we add cooking oil, then pork belly, we fry it with the garlic and to end it, and then we'll make it like get a golden color. We put like lemongrass, chili, and stir it well with the skin of the pork belly as well. And just see that my cooking fire is extremely strong, you know. So it's so easy for cooking outside. At the, you can see the outdoor view. Look very nice. Yeah. Chắp bông mà bông ôn lại như dương chắp đầu mà cô cường nâng ấy. Chừng mùi nâng ngờ nâng. À vì sắp hết, bắt đầu một tiết thì dương đã nâng score. Now, now we add like a palm sugar and stir it well. With the lime leaf, and you know lime leaf, it really smells so nice. Chà, dương đã nơi cái hai nhà lật ở cổ sau chứ đầm bay ao mà hộp nó miền khấn chui chụp tay mà đòn. Thôi, à lâu như nhà mà đai còn một con tập cô cường nắng ở miền phố xa cũng lên lần. Mẹ thọt nó làm chui tay mà đòn. Chà, hai lâu như khi dương đã nơi cường có hòm, chà hai tập cường có hòm. So we add like the ingredient. We call that it's similar like curry, but in here we call the red ingredient. Yeah, you can see that my mom cooking today, and we stir it for a moment. You'll get very nice smell. Chà, dương đã hà lợi nữa dương và toàn mà tiết cứ dương đã mắm cũng mà bông ổn để dương đã mắm chua lại. Nè, in Cambodian we call like a mắm. Yeah, it's like a fish pear something. Yeah, I don't know how to explain about it. And then we put it in and make the smell and delicious. It's the main ingredient. It's like a fish pear. Now we add the fish, a fresh fish into my cooking. Yeah. Giờ đã thấy trâu lại là cô bị ở sập rồi nè. Chà. Chúng ta làm chặt rấy
bật pháp thì dân ở khúc vi mà tu hay chân tới lớn như không có chắc đâu mà đã nơi tự trấy bị chén có chà hay nâng ở mà sai sụp nó đã chỗ cô vía ở chỗ chết là o hái mà dân ở đã trọc chỗ. Yeah, so we put like all ingredients. It's like salt, seasoning, chicken powder, and fish sauce. And then we put eggplant into it. And don't forget the tamarind. Yeah, tamarind make a sour sauce in this cooking recipe. Yeah, so this tamarind, we stir it in a bowl and then we put it into the soup. And make the taste like very delicious with the sour taste. Chà bộ mặt bông ôm complete nhé, dựng đặt tamarind nâng á, tập vơi tung nằm bầy ôi vì chung ngang chung mùi nâng khó mâm. Rồi bọn em ở đây thì nhóm tới ngày mình nói chà. Ôi còn là mưa phố á, còn đâm thật chung ngang đây. Delicious, my culture soup that we call in here khó mâm. Khó mâm that we make with fish. There is a tamarind that we put in the hot water and then we take it to make a flavor of shower by tamarind. Ta bị chôm hai là dương tạ chô từ khnông ở chân năng dương hai ní. Okay, khó mắm is ready. Recipe today is ready, and then you can try, you can test it with me, and you can see how delicious of this soup. Okay, friends, yeah, try it. นี่ปลายយើងរួចហើយត្រប់ហើយនឹងត្រីមេត្រី អូញ៉ាំមែនតាំ ពណ៌មួយញ៉ាំខ្លាំងណា Quân nha, dùng trăng sọc của mang, trăng sọc của mang đây. Dùng đặt chân mình nó cũng mang ôm ôm nè, mỗi chi, mỗi ai nâng mao thôi, thằng nào là ngơm món nè. Nằm mâm, được không ạ? អរគុណពុកម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាពុកម៉ាក់បងប្អូន Thank you guys for watching your time watching my video. Okay, hope to see all of you again in my next video. Bye bye. ត្រៃនឹងមានជាតិទៀតណាត្រៃនឹងអ่ะ